Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay video để cho mọi người lựa chọn cần câu. Nào, hôm nay thì toàn những cái cần cỡ mini như thế này thôi. Đấy. Đầu tiên là cái cần này. Đây. Đấy. Nhãn hiệu của nó đây, cần phíp nha mọi người. Cần phíp. Đấy. Dạng phan của nó này. Ai để lấy xác một tí bát vặn này. Thấy không rồi, càng này ngoại hình của nó khoảng cỡ cái màu sơn của nó khoảng cỡ 60% nha mọi người, 60%. Đây, càng này dài 1m65, thu vào ngắn nhất là 43 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 100 g. Số 1 100.000. Số 1 100.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Số 2 là cái càng này. Này. Càng này hiệu gì cũng không rõ nữa. Đấy. Càng này thì cần phíp, cần rút phíp luôn. Mình đi rút phíp. Này toàn là cần rút thôi. Đấy. Cần này độ mới của nó khoảng cỡ 50% thôi nha mọi người. Đây. Bát nhựa này. Khoan này. Cần kim loại này, hơi bị hoang vĩ tí về mọi người đánh thôi nhé. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả nha mọi người. Năm đoạn tất cả. Càng này càng số 2. Giá 80.000. Số 2 80.000 nha mọi người. Tiếp theo. Càng này. Đấy. Hiệu gì đây? Hàng China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật. À, cần này cũng là cần phíp, cần rút phíp nha mọi người. Cần này thì nó còn ngoại hình nó khoảng cỡ 55-60% đấy. 60%. Càng phang của nó này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn. 6 đoạn tất cả nha mọi người. Đấy. Cần là dài 2m1, thu vào ngắn nhất là 46 cm, đường kính độc đỉnh là 1,8 ly, cân nặng là 140 g. Số 3 150.000. Tiếp theo là cái cần số 4. Cần rút mini phíp, chất liệu phíp nha mọi người. Đấy. 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 Cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 60%. Cần số 4. Cần này dài 1m8 này, thu vào ngắn nhất là 46 cm này, đường kính độc đỉnh là 1,7 ly này, cân nặng là 120 gram này. Cần số 4. 160. 4 160.000 nha mọi người. Tiếp theo thì cần số 5. Đấy. Càng phíp con nhìn còn ok này. Đó. Càng phíp rút. À, hiệu gì đây? À. Đó. Đọc này. Đó, một đoạn,
2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 5 đoạn tất cả. Thằng này ngoại hình của nó nằm 75%, 80% nha mọi người. Dài 1m6 này, thu vào ngắn ngắt 42cm này. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 120g. Cái này cái số 5 này giá 140.000. 140.000 nha mọi người. Bát vặn hết nhé. Tiếp theo cái này cũng là một cây cần rút mini. Đấy, chất liệu là phíp. Đấy, cũng compact này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, cũng là năm đoạn luôn. Cái cần này thì dài 1m65, thu vào là 42cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng là 80g thôi. Đấy. Cây này cây số 6, 130.000, 130.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 7 này, cũng cần mini, cần rút đây, hiệu gì đây đây này thì ngoại hình khoảng 70% nha mọi người. Đây. Còn cái độ ngoại hình thì mình chỉ yếu nhìn màu sơn rồi thôi nha mọi người. Cần này cần Suzumi nha mọi người, này Suzumi này. Còn cái khoan thì mình quay riêng, mình không nhận xét được cái sang khoan này nhiều. Đấy, người coi đây. Đấy. Này, nó bị hư mất một cái khoan rồi này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả. Đấy, là Suzumi. Này cần số 7. Đấy. Thằng này bán 120.000 nha mọi người. Số 7 120.000. Cần này dài 1m8 này, thu vào ngắn nhất là 45cm này. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 100g. Đấy, số 7 120.000. Tiếp theo cần số 8 đây, cũng cần rút mini đây nhé. Hôm nay toàn cần rút mini đâu. Đây Enjoy Park kia đây. Cần này thì cũng là chất liệu phíp thôi. Đấy. Ngoại hình của cây này thì 70%. Đấy. Có mấy cái phan nó bị rỉ rỉ thôi, nước sơn vẫn còn được nha mọi người. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Năm đoạn tất cả. Cần này dài 1m65. Thu vào ngắn ngắt của nó là 42cm, đường kính đọc đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 100g. Số 8 130.000. Bán 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là cần số 9, cũng cây cần rút mini này. Thì gì đây, đây cái này thì ngoại hình của nó khoảng màu sơn còn mới khoảng cỡ 65% nha mọi người. Được này, khoan của nó đây, nó mắc cái nó vặn đít này, mọi người về lấy miếng xu đại lại nhé. Bát vặn này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, dài năm đoạn luôn, dài 1m8, thu vào ngắn nhất của nó là 46cm, đường kính đọc đỉnh là 2 ly, còn cân nặng là 100g nha mọi người. Số 9 140.000. Số 9 140.000 nha mọi người.
Tiếp theo cái trang số 10 này. Cũng cây xìa bắc hồi nãy đây. Cái này thì ngoại hình khoảng cỡ 60% thôi. Này, dòng phan này. Này, thằng này còn flip nha mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm. Đấy, cũng 5 đoạn đó. Cần là dài 1m8 mà thu vào ngắn nhất là 46cm. Đường kính mặt đỉnh của nó là 1,8 ly. Cân nặng là 100g. Cái số 10 140.000. Số 10 140.000 nha mọi người. Tiếp theo trận này không thấy cái hiệu gì cả. Cần này cần flip rút mini mọi người. Đây, có tay như này nè, phan của nó này, bát lặn này. Đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn. Cần này đa phần 5 đoạn hết. Cần này dài 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 42cm, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly, cân nặng là 100g. Số 11. 11, 140. Tiếp theo số 12 thì thằng này đây, bát này thì đây, đây. Thằng này cũng cần phíp nha mọi người, cần phíp. Ngoại hình của nó khoảng 60%. Còn cái khoan thì thế này đây. Có tất cả 6 đoạn. Cần này dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 53cm, đường kính đột đỉnh là 1,9 ly, còn cân nặng là 180g. Đây là cây số 12. Đây này bán 130.000. 130.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 13. Này. Bát nhựa thì để cho đây rồi, để chỗ cái bát này rồi người tự chế lại nhé. Cái này là hãng của nó đây. Cái này còn flip nha mọi người, flip rút. Ngoại hình của nó thì khoảng cỡ 55% thôi. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Thằng này chỉ có 4 đoạn thôi nha mọi người. Thằng này dài 1m8, thu vào ngắn nhất là 57cm, đường kính mặt đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng là 60g. Thằng này số 13. 13. Thằng này bán 80.000. Giá 80.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 14 đây, thằng này bát vặn này, hàng China xuất Nhật đây nha mọi người. Thằng này là cần flip, ngoại hình của nó khoảng cỡ 60-70% nha mọi người. Đấy, mình nói trước là ngoại hình mình chỉ nói dựa trên cái màu sơn thôi, còn lại những cái khoan này thì mình cho mọi người coi thôi. Tự coi tự xem xét nhé. Đấy. Cả
Con này dài 1m8, thu vào ngắn nhất của nó là 47cm, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly. Còn cân nặng 120g, nó có 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người, 5 đoạn. Đấy, cần là số 14 160 160 nha mọi người. Cần số 15. Đây, cũng cứ cần rút mini flip hãng gì đây. Đấy, cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 60% nha mọi người. Dàn fan của nó này nhìn rỉ thôi nhưng mà nó rất là cứng nha mọi người, về mọi người đánh lại là nó sáng ra. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn nè. 6 đoạn. Cần này dài 1m8, thu vào ngắn nhất là 40cm, đường kính đọc đỉnh là 1,8 ly, cân nặng là 120g. Đấy. Cần là số 15. 15, 150.000. 15, 150.000 nha mọi người. Cần số 16 đây, cũng cần rút đây, cũng cần rút nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng 70-75% đấy. Cây này thì cũng phíp thôi, cần này mới cần này bên đây là cần phíp hết, video này còn cần phíp hết. 2, 3, 4, 5, 6 đoạn nha mọi người, 6 đoạn đây, hiệu đây. Đây, cần là dài 1m8, thu vào ngắn nhất là 40cm, đường kính đột đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 100g nha mọi người. Cần là số 16, 150.000. Cần số 17 này, bát vặn này. Đấy, cần này cần phíp, cần rút cái hãng gì đây này. Nghe mọi người, hoạt hình của cây này khoảng 80% nha mọi người. Đây, dàn fan của nó đây. Đây, 3, 4, 5, 6, nó có 6 đoạn tất cả, 6 đoạn tất cả nha mọi người. Cần dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 59cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng 180g. Đây là cây số 17, 180.000, 17, 180.000 nha mọi người. Cây số 18, số 18 là cây cần đây. Đấy, cần này tiếp sợi thủy tinh nữa đó. Đây, mắc một cái fan rồi đây, một cái fan rồi đang bị hư này. Đấy, ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 70% nha mọi người. Đấy, khoan. Đấy, 1 đoạn 2 đoạn 3 đoạn 4 đoạn 5 đoạn. Đấy, 5 đoạn tất cả. Bát này, bát rộng nhé. Cây này cây số dài 2m1 này, thu vào ngắn nhất của nó là 59cm này, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 18, 140.000, 18, 140.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 19 đây,
này, bát tặng của nó đây. Cây cần rút mini flip, các tự là flip. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 80% ấy. Này, dàn fan của nó đây. Còn ok thì gợi ý này mọi người về đánh đi nhé. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn tất cả. Dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 55cm, đường kính đọt đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 160g. Cái này cái số 19, 180.000, 19, 180.000 nha mọi người. Cái số 20, 20 cũng là cái cần cuối cùng trong video này của mình, này, bát này, cũng là cái cần rút. Cái gì đây? Cái cần rút mini, cái này chất liệu là fit nha mọi người. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn nha mọi người, có tất cả sáu đoạn. Đấy. Cần này dài 2m6, thu là ngắn nhất là 63cm, đường kính đọt đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 200g. Nè. Cây này cây số 20, cây này 160.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video bán cần câu của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng, đó là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Hàng cần câu thì mình cũng nhắc lại là mình ship code. Mọi người mua hàng đơn hàng trên 200.000 thì mình mới ship. Và khi mọi người nhận hàng á thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra xem có bị hư hỏng gì, hoặc là so với cái hàng mình giới thiệu nó có bị gửi nhầm hay là sai sót như thế nào mà mình không có giới thiệu hay không. Đấy. Còn khi mọi người đã là có nhân viên giao hàng ở đó luôn, là có gì báo cho mình để hoàn hàng về rồi mình còn ví dụ như giải vỡ mình còn báo cho bên vận chuyển người ta phát sinh bồi thường cho mình. Còn lại những ai mà đã nhận hàng rồi á mà về mà báo lại kêu bảo giải vỡ thì mình không chịu trách nhiệm cho mọi người, tại vì lúc đó mọi người báo thì mình cũng không giải quyết được vấn đề này nữa. Tại vì bên vận chuyển người ta đã báo là đã vận chuyển thành công rồi, người ta không chịu trách nhiệm nữa. Nên là mọi người cố gắng nhận hàng là kiểm tra hàng, coi hàng luôn giùm mình. Đấy, có trục trặc gì thì hoàn hảo lại cho mình nhé. Rồi, để đôi bên cũng có trách nhiệm với nhau, chứ còn mọi người cứ nhận hàng xong người để đó rồi mọi người báo gãy bắt mình đầy là mình chịu chết luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.